Các bác đang theo dõi là chiếc đồng hồ vai bò đến từ thương hiệu Frank Hermann Sun, xuất xứ từ nước Đức. Đây là một chiếc đồng hồ khá là đặc biệt với cái kích thước chiều dài tương đối lớn. Chiều dài nhất của chiếc đồng hồ này là lên tới 80 cm. Chiều cao của chiếc đồng hồ là 25 cm. Và với cái chiều dài như thế này thì là rất phù hợp để các bác có thể chơi bài ở bàn làm việc hoặc là bàn uống nước. Cái điểm nhấn chính của chiếc đồng hồ này chính là cái họa tiết hình xoắn thừng xuyên suốt trải dài từ bên trái sang bên phải đồng hồ. Còn ở mặt đồng hồ thì được trang trí bằng cái số La Mã. Số La Mã ở 4 góc là 3 giờ, 6 giờ, 9 giờ và 12 giờ. Chiếc đồng hồ này chơi và vận hành bằng cỗ máy FHS. Bộ máy là 5 gông và chơi bản nhạc Westminster rất là quen thuộc. Đây là cỗ máy của chiếc đồng hồ này. Máy còn rất là sáng đẹp, chiếc đồng hồ xuất xứ từ nước Đức. Đây là cái chuyện thương hiệu FHS. Sau đây là xin mời mọi người cùng nghe qua chuông của cái chiếc đồng hồ vai bò FHS này. Chiếc đồng hồ mặc dù là được sản xuất tại Đức nhưng mà dựa vào một cái tem cổ mà vẫn còn được gắn ở cái cánh cửa phía sau đồng hồ. Chúng ta có thể thấy là chiếc đồng hồ này có một số dòng chữ như cái địa chỉ Place Albert và Troupe Coupe Sportive, thì có thể hiểu là nó được phân phối ở thị trường nước Pháp bằng cái hiệu đồng hồ và đồ trang sức. Chiếc đồng hồ thì đang hiện có tại đồng hồ cổ Tạ Tấn với cái mã số đồng hồ là 5015. Các bác yêu thích chiếc đồng hồ thì có thể liên lạc với đồng hồ cổ Tạ Tấn qua số điện thoại hoặc là Zalo 0969661080. Đồng hồ cổ Tạ Tấn thì hỗ trợ giao hàng toàn quốc và miễn phí giao hàng với chiếc đồng hồ này. Kích thước đồng hồ là 80 và chiều cao là 25, chiều cao là 25 cm, phù hợp để bàn uống nước hoặc là bàn làm việc, rất là đẹp, kiểu dáng phẳng thừng rất là khác biệt. Xin cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video này. Xin được chào tạm biệt.